Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu lắc charm bên mình nha. Mẫu lắc có dạng phòng ten các bạn, gọi là lắc charm á. Lắc này dành cho nữ đeo nha. Mày này là vàng 18k nha các bạn, giá vàng này là 3.440.000. Đây, hai chị 56 các bạn, rất là xinh luôn, lắc kiểu này rất là xinh nha. Dạng nó là dạng charm có phòng ten rớt xuống như vậy các bạn. Mẫu thì rất là nhiều nha. Lắc này tầm khoảng 9 triệu một chiếc nha các bạn. Đây, kiểu rất xinh này, có hình gấu, rất hình trâu này, hình con ong này, rất là nhiều nha. Rất là sáng luôn các bạn. Đây, cái lắc này thì có vỏ sắt nè, có hình con gấu luôn nha. Lắc này thì hai chỉ 58, tầm khoảng gần 9 triệu nha. Đây có chiếc vuốt nữa các bạn, đây rất là xinh. Mẫu lắc này đang hot nha các bạn, đang rất là hot và rất là bán, rất là chạy luôn. Đây, dạng lắc bi có hình tim nè các bạn, charm tim nè, rất là xinh luôn. Lắc này hai chị là 6 thôi, tầm khoảng hơn 7 triệu nha. Tầm khoảng 7 triệu rưỡi các bạn. Đây, còn đây là lắc Chanel. Lắc này hai chị 32 nha, tầm khoảng hơn 8 triệu nha các bạn, tầm khoảng 8 triệu rưỡi. Rất là xinh luôn nè. Màu đen nha. Đây, còn đây là dạng charm luôn nha. Hôm nay mình giới thiệu chủ yếu là lắc charm nha các bạn. Đây, rất là xinh nè, lắc này gần 4 chỉ, tầm khoảng 15 triệu nha các bạn. Đây, rất là nhiều charm luôn. Đây, tìm ổ khóa hay là hình cầu, rất là nhiều nha các bạn. Đây, mẫu này cũng dạng bi này, có hai chỉ 24 thôi, có màu luôn các bạn, cái là màu nha, cái như dạng sơn các bạn. Đây, cái này tầm khoảng hơn 8 triệu nha. Rất là đa dạng, nhiều mẫu nha các bạn, mẫu rất là nhiều. Đây có một kiểu này nha, đây mẫu này thì dạng cũng dạng bi luôn nha. Đây, có châu ổ khóa nè, lắc này hai chỉ 43, tầm khoảng gần 9 triệu nha. Đây rất là sáng luôn các bạn, mẫu rất là sáng luôn. Mẫu lắc này thì nữ rất là thích luôn các bạn, hầu như ngày nào mình cũng bán hết các bạn. Đây, này đơn giản hơn chút xíu nè, hai chỉ 15 thôi, hai sợi nha, dạng hai sợi nối liền này các bạn. Cái này tầm khoảng hơn 8 triệu một chút xíu nha. Đây, rất là dạng bi đơn giản mà rất là sáng luôn các bạn. Bi này là bi ý nên rất là sáng nha. Đây, dạng lắc màu đen nữa các bạn. Đây, lắc màu đen nè. Lắc này hai chỉ 35, tầm khoảng hơn 8 triệu luôn nha. Đây, chiếc này 2 chỉ 62 nữa các bạn. Dạng bông hoa màu đen luôn nè, tầm khoảng 9 triệu nha. Mẫu này thì mẫu chữ G. Đây, Gucci các bạn. Mẫu này 2 chỉ 24 thôi, tầm khoảng hơn 8 triệu chút xíu nha. Có kiểu Chanel màu đỏ các bạn, rất là xinh luôn, nhỏ nhỏ rất là xinh. Cái này chắc tầm khoảng gần 1 chỉ thôi, 8/4 nha. Đây, tầm khoảng hơn 3 triệu. Còn đây là màu đen của 8/9 nha các bạn. Đây, rất là sáng luôn, rất là xinh, đeo với mẫu này rất là xinh và trẻ trung nha. Hơn 3 triệu thôi các bạn. Wow,
còn có mẫu hình tim này các bạn, mẫu hình tim cỏ bông lá này. Đây, mẫu hình tim này đeo lên tay rất là dễ thương luôn. Đây còn số mẫu cham nữa bạn, nắp cham lúc này hơn 2 triệu một chút xíu thôi, rất là xinh. Đây 2 triệu 21 nha, tầm khoảng 8 triệu nha các bạn. Đeo kiểu này thì trẻ trung và phong cách đeo theo kiểu dạng model đúng không? Một số mẫu dạng cham đá màu này, lúc này gần hơn 3 triệu 34 nha, tầm khoảng 12 triệu các bạn, hơn 12 triệu một chút xíu nha. Đây cái cham của nó là chữ H nè, rồi châu nè. Đây là ba màu nha, vàng, xanh, kim nè. Mua ở đây có được khỏe, khỏe thẻ chứ chú. Chuyển khoản. Dạ. Chuyển khoản. Chuyển khoản nè. Đây còn mẫu lắc bi này, hình tim nè các bạn, hai màu nha. Cái này là vàng xanh bạch kim nha các bạn. Không phải là bạch kim nha các bạn, cái này là vàng xanh bạch kim nha. Nó có hai màu nha, cũng được tính theo giá vàng nha các bạn. Đây có kiểu lắc bi mới nha, ba màu nha, cũng là vàng siêu bạch kim luôn nha. Một kiện 68 thôi, tầm khoảng hơn 6 triệu chút xíu nha các bạn. Rất là xinh, mẫu lắc rất là xinh. Đây cũng là dạng ba màu, dạng bi có thông ten nè. Trông nữa các bạn, rồi có hỏi vàng nữa, rất là nhiều cham nha, ôi sao rất nhiều. Có nhiều mẫu cho mình lựa nha các bạn. Đây còn có một số bao màu, mẫu si bao màu Chanel này rất là xinh đúng không ạ? Cái đồng ten luôn nha, nhưng mà ít nha. Đây chiếc này thì cũng dạng bi luôn nè, mẫu khóa luôn nha, ba màu. Đây chiếc này thì hơn 2 triệu 48 nha, tầm khoảng hơn 8 triệu, gần 9 triệu nha các bạn. Vì nó nhiều quá nên phải chân đôi nha các bạn. Đây, cái dạng này nó nhẹ hơn, tầm hơn 1 chỉ thôi. Chắc tầm cỡ chỉ 47 nha, tầm khoảng hơn 5 triệu thôi. Đây, ổ khóa nè, khóa nè. Và pháo các bạn, rất là nhiều cham luôn nha. Đây, còn bên này thì hình tim. Hình tim là hình cánh thiên thần nè. Đó, rất là nhiều. Có mẫu cham Chanel nữa các bạn, rồi chữ cái rồi cũng rất là nhiều kiểu nha. Đây, rất là xinh luôn, nhìn này đeo lên tay rất là đẹp nha các bạn. 2 triệu 8 và tầm khoảng hơn 7 triệu nha. Giá vàng hiện tại là 3 triệu 440 ngàn. Đây còn số có một số cham màu rất là nhiều luôn, cũng chỉ 57 thôi, rất là nhẹ. Cái này chỉ 57 thôi các bạn, chỉ 57, tầm khoảng hơn 5 triệu thôi nha. Còn bên đây là có LV nè. Cái này mình bán lẻ không phải bán cặp nha, tại mình trưng một cặp vậy các bạn nha. Có màu xanh này, có đủ màu luôn nha các bạn. Có đủ màu luôn nha, nhưng chủ yếu màu đỏ với màu xanh. Có màu đen nữa, màu đen cũng rất là nhiều nha, cũng là chủ nha các bạn. Đây cái nhận sách màu hồng này. Màu hồng này rất là nhiều loại sắt luôn nha. Chiếc này chắc hơn 3 triệu 97, gần 4 triệu nha, khoảng 15 triệu. Đây chiếc này thì nhỏ hơn chút xíu thôi. Màu đỏ luôn nha, LV nè. 2 triệu 62 thôi, tầm khoảng 9 triệu nha. Đây, rất là xinh. Cái gọi tắt là lắc cham nha các bạn. Còn màu xanh hoặc là rất là nhiều dạng nhẹ hơn thì có 1,5 triệu hoặc 1,4 triệu được các bạn. Đây, hình tim và hình châu cũng rất là nhiều nha các bạn. Đây có mẫu cham cũng dạng mới về nữa các bạn. Đây, rất là nhiều cham luôn.
năm chị 29 nha, rất là sáng luôn ạ, tầm khoảng 20 triệu nha. Mẫu này thì nó nhẹ hơn chút xíu, ba chị hơn ba chị chút xíu, cũng rất là sáng luôn. Có rất là nhiều mẫu cho mình lựa chọn nha. Còn rất là nhiều mẫu nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để được theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Mình sẽ up video thường xuyên cho các bạn xem nha.